lưu anh em, cây cẩm lai dáng đế chải hồi đầu nha anh em, đầu nó hồi về đế luôn nha, kệ rất đẹp nha anh em. Cây nặng tầm 70 kg nha. Đó rồi, đo thước nuôi rồi em đi tổng thể sau đâu mình cái eo bể cao hồi đầu về đế luôn nha anh em, quái nha. Cao là 1 mét, cao 1 mét mình đầu ơi, mình đầu là 90, mình đầu 90 bể. Bể 87, mình bể 87 nha, mình thăng thằng này 70, 70 rồi. Đế đây, đế 90, đế 90 anh đo từ góc này bay ra luôn á, bay ra 1 mét, bay ra 1 mét nha. Đâu coi nè, đầu có lỗi luôn á, đầu có lỗi nha, này dấu cũ người ta thử lỗi nha anh em. Đây nó có một cái bệ nè, nó phình ra như cái trắng, đây nó xuống cái co nó làm cái bệ đó nè, đó đây nè, co làm cái bệ nè. Bên đây có cái khe, không sao hết. Cẩm lai dễ sống nha anh em. Đế nó chảy ra nè, chảy ra nè. Quay đây con đầu dế à, đây là mấy con dế đây nè. Rồi quay về vòng tổng thể luôn em, tổng thể cây luôn cho anh em coi. Anh em muốn trồng đổ cũng được, trồng chỗ này cũng được mà trồng thế đổ cũng được, hai thế trồng à. Rồi, ok.